nữa, 4 5 quẹo trái. Rồi, ngồi xuống ghế. Bây giờ sẽ mở mặt nạ hai bạn ra đi ạ. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ hãy giới thiệu thật lớn, to, rõ ràng cho đối phương có thể nghe được mình. Mời em trai. Chị Cát Tường cũng như ban biên tập chương trình, em tên là Nguyễn Thanh Nguyễn. Nay 34 tuổi. Hiện làm mở tiệm, làm nghề thợ hàng ở nhà, tại gia đình. Tự làm luôn? Dạ. Nhà ở đâu? Quê em ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Miền Tây ha. Dạ. Bây giờ sống ở đâu? Dạ, sống ở nhà, là nơi địa chỉ em làm luôn là ở nhà. Địa chỉ em ở nhà, mà ở nhà ở đâu? Nhà ở 11/10 Học Lạc, phường 8, thành phố Mỹ Tho. À, ở Mỹ Tho hả? Mỹ Tho chị. À, Mỹ Tho. Là mình đang sống với ai? Sống với ba mẹ, với đứa em trai nữa hả? Rồi làm với cái em. Thợ hàng vậy đó, làm với ai? Làm với đứa em. Rồi là ai, là hai anh em, ai làm chủ ai? Hai anh em thì nhà hai người nhận công trình thì chia nhau làm, chứ không ai làm chủ ai. Không ai làm chủ ai hết, tự làm kinh doanh ở nhà. Ủa, nãy nói năm nay nhiêu, 33 hả? 34 chị. 34 tuổi, rồi còn em. Em chào chị Cát Tường, chào anh. Em tên là Bích Hồng, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện nay em đang làm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nói lớn lên xíu nè cho anh Nguyễn anh nghe nè, tên Hồng phải không? Dạ, em tên Bích Hồng. Là sinh năm nhiêu? Dạ, em sinh năm 1986. 86, dạ. Bên đây là 85. Dạ. Rồi, vào Nam lâu chưa? Dạ, em vào 15 năm rồi. 15 năm, hiện nay là Hồng đang làm công việc gì? Dạ, em làm công việc văn phòng. Văn phòng, công ty gì? Dạ, công ty truyền thông. À, làm dạ. Công ty truyền thông, là chuyện làm bên báo chí đồ hả em? Dạ. Sau đó giờ không thấy phỏng vấn viết bài gì cho chị hết vậy? Dạ, chắc sau dịp này. Mình hiện tại mình đang sống với ai trong này? Em sống với em họ. Em họ. Em đi Mỹ Tho lần nào chưa? Dạ, em có. Thật ra Mỹ Tho cũng gần, là bây giờ đi hết cao tốc là tới phải không? Thì đây tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi về bao lâu lên thăm bạn gái được lần nếu mà quen nhau? Thời gian dành cho bạn gái thì rất là nhiều. Rất là nhiều. Chạy lên Sài Gòn là bao lâu lên được lần? Có bạn gái trên đây thì sắp xếp một tuần đi một lần. Tuần đi lần, lần đi tuần. Cái đó thì hên xuống. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thích chơi thể thao, em thích đi du lịch, nghe nhạc. Rồi em cũng thích làm những công việc thiện nguyện cộng đồng. Còn điểm mạnh của em thì em khá là thân thiết, hòa đồng. Điểm xấu thì chắc là hay nóng tính. Nóng tính. Rồi thi thoảng cũng hơi bề bộn chút. Mà nãy em nói quê em đâu? Là em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa là sao, liên quan gì tới bộ đồ này? Đâu phải dân miền Tây. Em có sở thích là tìm hiểu văn hóa các vùng miền Việt Nam. Để qua cái quá trình đó thì em cũng có sưu tập một số bộ đồ liên quan đến các dân tộc ở trong đất nước Việt Nam. Thì cái bộ đồ này là một trong số những cái sưu tập đó. Tôi nghi bữa nay có điềm. Tại sao không bận ở những cái miền khác? Tại sao hôm nay lại chọn cái đúng bộ đồ này? Mà bộ đồ này là cái nét đặc trưng của dân miền Tây. Em biết ta mặc gì không? Áo màu ba. Đó. Là biết bữa nay gặp em rồi, dân Mỹ Tho rồi, đúng không? Như là hôm nay là có duyên với nhau rồi đó. Bây giờ bên đây, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Điểm mạnh thì em cũng hòa đồng, hay nói nhiều, tính tình thì cũng vui vẻ. Còn điểm yếu là cũng lo xa, mà hay cũng tự ái cao. Đôi khi nó có nói trong chuyện tình cảm thì có nhiều cái là cũng thờ ơ với bạn, với người khác phái. Nhưng mà cũng nhiều lần thì sau lâu này, lâu ngày thì cũng rút kinh nghiệm ha. Vậy thì tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Thì em trải qua cũng nhiều mối tình. Nhiều là mấy? Đếm hết nổi không? Ngón tay, ngón chân đếm đủ không? 15 cho tới 20. 15 cho tới 20. Trời ơi, thiệt tình dễ sợ luôn. Được. Thanh niên, nam nhi chi chí, có sao nói vậy. Mà mối tình sâu đậm nhất là được mấy mối, mối nào? Sâu đậm nhất là chỉ có khoảng hai mối tình, mối tình đầu. Với mối tình sau khi đi bộ đội giấc ngủ về. Có đi bộ đội nữa? À có. Khỏe ha, mà sao đi bộ đội về để phát tướng vậy? Thì vô trường quân đội ăn uống đầy đủ, rồi thể dục thể thao đầy đủ rồi mới phát tướng. Vậy á hả? Rồi cái mối tình thứ hai đó, sao chia tay? Mối tình thứ hai đó là do bị bạn gái cắm sừng nên mới chia tay. Cắm sừng chia tay vui quá mập luôn. Quen bao lâu mà bị cắm sừng? Cũng khoảng 1 năm. Rồi sao mình phát hiện ra? Thì vô tình trong một cái bữa tiệc đi sinh nhật của bạn, một đứa bạn chơi chung, người trai kia lại rước bạn nó đi. Ủa là sao? Có nghĩa là trong một cái tiệc sinh nhật của một người bạn chung của hai đứa.
Thì thời điểm đó lúc mà ăn uống nhậu xỉnh rồi, xỉnh say rồi, cái người đó mới lại, cái thằng bạn trai của người bạn gái mình nó mới lại rước người đó đi. Mà đi luôn. Đi không luôn. Để rút mặt không để mũi gì chứ. Thì đó là cái cảm thấy lúc đó là cái sừng nó mọc nó hơi dài dài xíu nên rút lui. Chắc bên kia đang ghen tuông gì đó, tới nơi rước đi luôn đúng không? Cái đó thì không biết. Rồi nhưng mà sau lần đó có gặp nhau đối chất hay nói chuyện gì nữa không hay là sau lần đó là âm thầm lặng lẽ rút lui. Là hiểu luôn đó, cái bữa đó bị rước đi là hiểu luôn á. Cũng buồn khoảng thời gian cũng tháng hai tháng rồi cũng từ từ cũng ngoài. Rồi sau đó quen một người cũng chung bạn gái cũng chung trường nữa. Rồi sao cũng, nữa bị gì nữa? Cũng thì lúc đó người đó thì bên nào nội người đó kêu về lấy chồng. À có mối tình nào gây cấn nữa không? Có những sự kiện gì éo le nữa không? Sau khoảng thời gian nó cũng có quen nữa. Ừ. Rồi có bị cấm sừng nào nữa không? Không có bị cấm sừng nữa mà kỳ này bị đàn áp. Bị đàn áp là sao em? Trời ơi, em là bị đàn áp. Giống như là đòi hỏi buộc là phải giờ là đưa em vô hoàn cảnh là bây giờ để cho có con được hai đứa đứng đến đám cưới. Không hiểu người đó yêu em quá hay sao? Cái đó là có thể là quá yêu hay sao đó thì không biết. Lúc đó là mình đàn ông mình bị vô cái thế bị động làm sao yêu lại được chị? À như là chứ mới quen chưa gì trơn là cứ ép cưới không à? Thì bây giờ là muốn đạt được mục đích mà đẩy cho dẫn đến có thai mà đợi đến cưới luôn. À mà em không chịu luôn, em từ chối luôn. Trời ơi em men quá, em từ chối luôn. À, từ tại dân hiến mà em từ chối luôn. Thì lúc đó thì cũng mới 24, 25 tuổi thôi, mới ra trường mới học nghề được 1-2 năm. Chưa có ổn định mà bây giờ ràng buộc vô cái thế đó là sao được. Rồi bây giờ ổn định chưa? Sau 10 năm thì nó đã ổn định nữa. À, rồi bây giờ muốn cưới chưa? Bây giờ thì ví dụ như quen bạn gái thì xác định chỉ có cưới thôi, bây giờ đâu còn như à, cái mối tình mà mối tình gần nhất đây nè mà chia tay rồi lên đây ngồi đây là bao lâu rồi? Khoảng 7 năm. 7 năm? Ủa sao hồi trước đó quen gì mấy chục người nhiều mà sao 7 năm nay không quen ai vậy? Thì giờ tới vô công việc, vô cái nguồn công việc rồi không có quen nữa. 7 năm nay không buồn hả? Cũng đi chơi với bạn với bè rồi đó, có những đứa bạn thân thì gửi đi chơi với tụi nó thôi. Thề đi. Chỉ yêu thầm thôi chứ không quen. Yêu thầm hả? Mắc mới gì yêu thầm mà không khai thì à? Thích thì thôi. Giờ cái kinh nghiệm gù gái nó bị lục rồi. À gù gái bị lục rồi giờ đi mài lại đi nha. Rồi còn em sao em? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. À, cũng cảm thấy là quan điểm nó không hợp nhau nên là không tiến tới tương lai. Ừ. Mối tình mà mới chia tay đây là cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng tính bằng nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi, mình quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu thì chắc khoảng 5-6 năm từ thời học sinh kiểu lâu sinh viên. Dạ. Còn mối tình thứ hai? Sau đó thì cũng được gần 2 năm. Mấy năm nay tại sao không quen được ai? Lười quen rồi cũng lo công chuyện xong rồi nó thời gian trôi nhanh quá mình cũng có lục nghề yêu giống như anh này không? Em tính học câu đó chứ. À lục nghề. À, bây giờ thôi cố gắng mài lại, hai bên ráng mài lại nha. Thế bây giờ nếu em tìm được một người vừa ý thì em nghĩ bao lâu em sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ chắc là sớm thôi, qua năm thì hoặc là qua năm kịp không? Ừ, đừng nói tay gài nha, cái này em muốn, bây giờ em muốn bao lâu tiến tới em hôn đâu nhân? Có nói bây giờ là tới giai đoạn này là toàn là tự nguyện em hết bị gài rồi. Bị gài rồi nhưng mà mình đã sẵn sàng tâm lý để đám cưới chưa? Đã sẵn sàng rồi. Ok, mình mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Hiểu chuyện về ngoại hình. Ngoại hình thì sao cũng được, mình cũng có điều kiện, mình cũng đẹp trai, cũng ông chủ đồ, sao cũng được là sao? Dạ anh muốn cao thấp nhiêu, mập ốm sao, mắt mũi tóc tai đồ sao? Thấp hơn em chút là được. Rồi. Chứ em cũng không đòi hỏi mà phải cao quá. Ừ. Mà cũng phải không đòi hỏi là phải đẹp quá. Rồi, thích bạn gái tính cách như thế nào? Hơi khó khăn, hơi dữ một chút. Tại vì thứ nhất, giữ là sẽ được, mình sợ là mình sẽ giữ được mình sau này. À, kinh nghiệm tình trường mấy chục mối tình mới kinh nghiệm được nhiêu đó đó. Khi bạn gái giữ sao em nhắm em có giữ nổi không? Dạ cũng có lúc em giữ. Giữ phải không? Dạ. Ừ, chị thấy cũng được, có vẻ trị được đó. Thế còn em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Dạ em thích một người gọi là có bản lĩnh trong cuộc sống. Ừ. Man một chút. Ừ. Cả về gọi là ý chí lẫn thể lực. Ừ. Người mạnh khỏe về thể chất và mạnh khỏe về tinh thần. Ừ. Có đem hình theo không? Thử cái cảm giác đầu tiên hai người coi có nhận ra nhau giữa dòng đời xô đẩy hay không nha. Trời đất ơi. Có cổ chồng á, gán kiếm đi. Trời ơi, hình mà cũng con gái không ha. Gán coi đi em, cái hình mà con gái còn nhiều hơn con trai nữa. Ráng banh banh ra rồi kiếm ảnh đi, ảnh nó trống luôn đó. Một anh, hai anh, ba anh, có bốn anh chứ nhiều. Bốn anh, năm cô, rồi kiếm đi. Có đặc điểm gì cho gợi ý cho người ta một cái một nhẹ nhẹ sương sương nè. Mặt tròn dạ. Hết, được rồi, không có mượn nhiều. Bên đây, tìm thấy cổ chưa? Ai? Đây. Ủa sao chọn cái cô nhắm mắt nhắm mũi vậy? Thì suy nghĩ thôi chứ đâu biết được. Bao nhiêu cô mở mắt đẹp không chịu chọn cô nhắm mắt.
là thích cô đó phải không? Cổ phải không? Ngồi tôi gả cổ nha. Rồi giữ nguyên hiện trường. Bây giờ mời hai bạn chúng ta sẽ xem kiểm tra sau cái bài test đầu tiên, cảm nhận đầu tiên sau mấy phút nói chuyện, mình có lựa chọn đúng người tình trong mộng của mình không nha quý vị. 1, 2, 3. Em chào anh. Chào anh. Anh có món quà anh gửi tặng cho em. Anh không biết mua cái gì. Tặng em. Trời, tặng gì mà ấp ấp úng vậy. Em gửi tặng anh món quà này. Đây là một ly uống cà phê và một cái cây này em trồng. Ủa sao anh tặng một, em tặng hai, nhiều quá anh ngại. Dạ. Em cũng biết ngại nữa hả? Ly uống cà phê nè, có muỗng nè, có ly đàng hoàng nè, có cây em trồng nữa nha. Biết trồng cây không? Để đi bộ đội mà chị. Vậy chơi tăng sức nè, chiên ngô. Về chăm bón nha. Rồi coi quà anh tặng quà gì với em. Trái tim anh giống. Phải không? Wow. Tại sao tặng đồng hồ có ý nghĩa gì không? Tặng em cái đồng hồ là tặng em thời gian. À, là ảnh ý anh rảnh lắm đó cưng. Nha, bất cứ lúc nào em cần gọi ổng là ổng xuất hiện. Chọn em cái tấm hình nhắm mắt nhắm mũi á. Cổ đâu, cổ lai, chỉ vô lại coi. Ừ, vậy. À, rồi sao tự nhiên rồi chọn cái cô nhắm mắt. Đâu có biết đâu, thì đã linh cảm mà. Cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên khi gặp nhau thì em cảm nhận như thế nào? Cũng hơi run. Sau 7 năm trời mới biết cảm giác run. Có run là mừng rồi. Khi nhìn thấy cô ấy thì em có suy nghĩ gì, có cảm xúc như thế nào? Bạn gái đối diện rất là xinh đẹp. Có nét gì dữ dằn gì không? Dữ thì chắc phải tiếp xúc lâu ngày mới biết, chứ bây giờ không lẽ mới lần đầu tiên gặp mà dữ liền thì không có. Thấy cô bận bộ bà ba đẹp không? Đẹp. Thấy có duyên không? Có duyên. Biết em dân Mỹ Tho bận bộ bà ba. Rồi thế còn em, khi mà cánh cửa trái tim mở ra thì em là cảm em nhận. Em chọn hình này đúng. Em chọn là đúng rồi. Thì em có cảm nhận gì khi mà cánh cửa này mở ra? Em cũng thấy rung. Rung luôn, vậy là bắt đầu mài cái bộ ổn ổn rồi đó nha. Mài cảm xúc. Gì nữa? Nhìn thấy ảnh như thế nào? Có một cái nhận xét gì với ảnh coi? Anh có nụ cười rất là tươi. Khuôn mặt trông rất là thân thiện và hiền. Sao ta khen tươi tươi lên chứ gục xuống vậy cưng? Mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ thù gục xuống thấy cái bụng nó xệ quá kìa. Lo tập thể dục đi nha, mới còn trẻ nha, bụng mở rồi nha. Bây giờ Dì Tường sẽ cho hai bạn 5 phút để trò chuyện riêng với nhau nha. Dì Tường sẽ ra ngoài, 5 phút sau Dì Tường quay trở lại, được không? Để thôi tôi ngồi đây ống mắc cỡ. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái Bảy và chúng ta cùng nhau trò chuyện và có một buổi ăn trưa cùng với nhau. Xin mời hai bạn thưởng thức món gỏi cá trê chiên xù. Đây là cá trê mình hấp chín nha. Mình nhào chung với bột, mình chiên xù lên. Từng miếng thịt được chiên giòn vàng rụm luôn. Ăn kèm với sốt xoài đặc trưng của Thái Lan. Vừa thưởng thức món ăn vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Chị Tường đi kiếm đồ ăn đây. Cảm ơn chị. Trong đồ ăn anh có kiêng món gì không? Anh thì dễ, chỉ có kỳ ăn đắng mà. Phải là rau đắng anh không ăn được à? Không. Anh có thích uống rượu không? Có, nhưng mà đi làm đa số đi công trình ít uống. Lâu lâu thì hợp mặt với bạn bè mới uống 1-2 ly. Quan điểm về cuộc sống của anh như thế nào ạ? Còn trẻ, cứ phấn đấu, gây dựng từ từ. Tới một ngày nào đó thì lúc mà mình già rồi là mình sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái khoảnh khắc mình sẽ nhớ. Như là giờ mình còn trẻ, mình có sức, mình cứ làm. Này, em nghe thấy anh chia sẻ nói là cũng quen rất là nhiều người bạn gái đúng không? Mười mấy người lận mà sao anh không có lựa chọn được ai là lý do như thế? Có thể là cái khi là cái duyên, cái nợ anh tôi chưa tới là một phần. Rồi thời điểm đó, lúc mà 24-25 tuổi, tụi đó còn mới ra nghề nghiệp thì nó chưa ổn định. Rồi quen chỉ là quen do là có với bạn bè thôi, chứ chưa có suy nghĩ là phải lập gia đình. Lúc đó nội anh có kêu anh lấy vợ, là năm anh vừa đi bộ đội về luôn á, mà anh không có quyết định lấy. Tại vì nói với nội là nghề nghiệp con chưa ổn định, con lấy vợ về thì con sẽ làm gì cho vợ, nuôi vợ con được. Anh Nguyên thích đi du lịch nhiều không ạ? Anh đi nhiều chưa? Anh thì cũng do công việc, nhiều khi anh đi đó hoài à. Nhưng mà số đi du lịch thì ít. Có thể là sau này nếu mà anh với em có cái gì đó nữa thì chắc có thể là em phải dẫn anh đi. Chứ đó giờ anh chỉ đi hồi nhỏ tới lớn là chỉ có đi Đà Lạt rồi Vũng Tàu là hết, ít đi đây đi đó. Anh mong muốn cái cuộc sống gia đình của mình sau này như thế nào? Anh chỉ cần gần người vợ hiểu anh là được. Tại vì đôi khi cuộc sống này rất là nhiều cái áp lực. Anh thì anh không có hứa gì nhiều. Giờ anh sau này thì anh những cái vấn đề mà nhỏ những gì là anh không bao giờ làm. Giờ anh buồn là một. Rồi những cái chuyện mà nhỏ nhặt trong gia đình, thí dụ như là tề gia nội trợ thì anh có thể phụ cho anh được rất là nhiều.
như em nói em làm việc văn phòng á, cái đó thì tương lai không biết nói sao, nhưng mà ví dụ như giờ cái vấn đề mà đưa con, đứa con đi học, anh là người thời gian rảnh rất là nhiều, anh sắp xếp được, anh đưa cho con được. Sao cá trê chấm xoài ngon không? Dạ ngon vậy. Tôi cũng vừa vô quất được một miếng rồi đó. Thấy bạn có nét gì dữ dằn chưa? Nhắm có thể nào quản thúc được em không? Nhiều khi về mà ấy khỏi cần giữ thì mình cũng sợ, cần gì phải giữ mới sợ. Nhiều khi mình thương là mình sợ. Mà Nhắm có tiềm năng không? Có tiềm năng thương không? Cái đó là giờ chỉ có nói mà thật lòng là thời gian trả lời thôi, chứ bây giờ nói hiện tại bây giờ thì nó quá là giờ. Đúng rồi, nhưng mà mình chỉ nói là tiềm năng, có nghĩa là mình nhìn cái đối tượng mình thấy có tiềm năng khai thác không. Như em dân đầu tư em nhìn cái này có tiềm năng, cái này không có tiềm năng, đúng không? Thấy có tiềm năng không? Có tiềm năng. Có tiềm năng ha. Đầu tư có lãi không? Rồi em quan điểm như thế nào về hôn nhân gia đình? Hôn nhân thì cần có nhiều trách nhiệm. Ngoài cái tình yêu thương ra thì phải có trách nhiệm cao và có cái sự chia sẻ lẫn nhau. Tức là em nghĩ là cần phải đối thoại. Khi nào còn đối thoại thì chắc là còn sẽ tiếp tục chia sẻ được. Nếu hồi nhìn nhau mà không muốn nói gì hoặc không muốn nhìn, không muốn mở miệng luôn là hiểu vấn đề rồi ha. Nên có chuyện gì có đi á, thì cũng nhớ nói với thằng em chị một tiếng nha. Đừng lẳng lặng kêu anh khác tới rước đi về tội nghiệp nó lắm nha. Có khi nào lịch sử lặp lại lần hai không em? Giờ thì chắc bị gắm sừng chắc cũng hơi bị hiếm. Mà giờ hiểu rồi. Ví dụ một câu nữa nè. Ví dụ như bây giờ là giờ là muốn lấy vợ rồi phải không? Rồi ví dụ giờ mình quen cô nào đó mà giờ đó giống như cái tình trạng 10 năm trước đó, cô ép cưới cũng muốn gài đồ này kia vậy đó, là cho cô gài không? Thời điểm này là kinh tế ổn định, tinh thần thoải mái là chỉ cưới thôi chứ có gì đâu. Giờ mà rủ như gài cũng thấy người mình thích mới cho gài chứ không vậy đâu có được. Giờ nhà qua năm đám cưới được chưa? Được, nếu mà bên đàn gái chịu thì bước qua. Gì ai chịu ai bước qua? Thì nếu mà bên bàn đàn gái chịu thì em mới bước qua. Xin mời hai bạn bốc thăm mỗi người một lá, đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Trời ơi, ổng chọn Cẩm Hường. Đọc lớn lên. Bạn hãy thể hiện tài năng vũ đạo của mình lên trên nền giọng hát của bạn gái. Em muốn. Không biết múa người ta mới yêu cầu. Giờ bạn gái hát bài gì rồi nói đi, dễ dễ cho bạn trai bạn múa theo minh họa. Em đứng lên trước đây nè, sân khấu này là của em nè. Bạn gái hát bài gì? Em hát bài Chiếc Áo Bà Ba luôn. Rồi, trời ơi, Chiếc Áo Bà Ba trúng nghề của em luôn. Em đứng ở đây em, dân miền Tây nha. Tràng pháo tay cho đôi gọi là đôi bạn trình diễn một tiết mục hát múa minh họa Chiếc Áo Bà Ba. Xin mời hai bạn. Anh sẵn sàng chưa? Em cứ hát đi, anh đi theo. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm. Còn ở dưới miền Tây chèo xuồng đi. Thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh. Non lá đồi nghiêng tóc dài em khẽ gọi. Người thương ơi em vẫn đợi chờ. Ôi, thấy anh múa con nữa. Anh mới múa cái nón là thấy anh bị cứng ngắc nữa. Sao múa rồi sao lòi giới tính đâu quá vậy? Thì bởi vậy múa cái nón vậy thấy cứng ngắc rồi. Em làm lại cái nón rồi, nón lá đội nghiêng rồi. Thấy lòi bóng ra quá vậy cha. Thì ổn bởi... không? Mà ổn không vậy cái đó bộc phát ra vậy? Thì bởi vậy cái đó bây giờ mình cứng rồi mình múa cái đó mới thấy bắt cảm mới cứng người. Mà giới tính ổn định không? Có gàng mà chị. Có gàng luôn hả? Chắc không vậy? Tự nhiên trong vô thức mà cái non lá cái tự nhiên tôi thấy lòi ra nguyên con luôn vậy. Có nào yêu mấy chục mối tình giờ chuyển hệ không? Hả? Chắc không? Chắc cũ. Chắc cũ thì về chỗ em tin tưởng được không em? Em tự khám phá đi nha, chị không biết đâu nha. Rồi ảnh chọn màu đỏ vàng rồi còn em màu xanh đó, đọc lớn lên đi. Anh có thể kể là ba điều điên rồ nhất mà anh đã từng làm được không? Điên rồ nhất. Dạ. Ở đây không có nói gì xạo đâu nha, đây là chương trình nói thật không đó. Ba cái điều gì mình cảm thấy là điên nhất mà không thể nào bình thường không ai làm mà tự nhiên lúc đó mình lại dám làm. Chuyện đó bình thường là mình không làm nhưng mà lúc đó mình sung trong người hay là mình bốc đồng lên hay là mình vui quá, có mình thể, buồn nếu quá mà mình làm cái chuyện mà bình thường mình không làm. Mà hồi bình thường không làm mà lúc đó làm là chỉ có lần đầu tiên đi nhậu thôi. Lần đầu tiên đi nhậu là sao? Là lần đầu tiên là có thể trong cơ thể em lúc đó là trong người là 3 lít rượu. Uống 3 lít rượu á hả? Uống 3 lít rượu là có thể điểm lần đầu tiên đi nhậu, biết nhậu á. Lần đầu tiên uống một ly rượu là... À, uống 3 lít? 3 lít. Lần đầu tiên uống rượu uống 3 lít. Rồi ngủ 3 ngày. Ủa mà tự nhiên ai kích em mà em bị gì á? Lúc đó nhậu mà lúc mà nó lần đầu tiên biết uống mà thấy uống nó rất là đơn giản, rất là nhẹ. Quất. Thì sao? Ngủ 3 ngày. Ngủ 3 ngày. Không đi cấp cứu là mai rồi đó, nhiều khi phải đi xúc ruột luôn á. Đó là điên chứ còn gì nữa, đó là quá điên luôn. Mà đó chỉ là lần đầu tiên
khi em biết nhậu uống rượu thôi. Thôi đó là cũng là một cái trò chơi vui để hai bạn hiểu nhau hơn ha. Bây giờ 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Nhìn thẳng vào nhau. Hồi nãy mở cánh cửa ra mình sẽ nói những câu đầu tiên rồi. Sau khi mình trò chuyện với nhau nãy giờ, giờ hai bạn hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại lúc này, trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn nhìn thẳng vào nhau trước đi ạ. Em cũng muốn cảm ơn chương trình rất nhiều, tạo em một cái mối, một cái cơ hội để em nói ra hết những cái điều mà chắc có thể là qua 7 năm trời nay chưa nói. Nếu mà chúng mình có bước xa hơn một chút xíu nữa thì diện em cứ lo, thế giới để anh lo. Ghê. Tôi tin, mặc dù cười cười mà tôi tin. Tôi nói rồi, đoạn đường hơi xa đó nha, phải điều đặn lên thăm nom nha. Được không? Được. Rồi còn em muốn nói gì không? Dạ em cũng muốn cảm ơn chị Cát Tường và chương trình. Cũng là cái cơ hội để em được được nói ra điều lâu nay cũng rất là khó chia sẻ. Và cũng có cơ hội gặp một người bạn mới. Và em nghĩ là chắc là cần thời gian. Thì hôm nay 30 phút cũng chưa thể đủ để hiểu được nhau. Và nếu thực sự mà có cái sự đồng cảm thì em cũng là một người may mắn có cái cơ hội để tìm được cái người bạn mà em nghĩ là chặng đường rất là dài. Em cũng muốn người bạn của mình cũng có cái thái độ đó đối với cái mối quan hệ chứ không phải là chỉ quen biết. Nên là em cũng cảm ơn anh đã có cái duyên để gặp hôm nay. Rồi, cảm ơn hai bạn. Những lời chia sẻ rất là chân thành nha. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta cũng phải đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Khi chúng ta bấm nút có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu, yêu đương để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là cái nút bấm để mà tìm bạn, mà đây là nút bấm tìm người yêu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy ngón tay ra. Nhắm mắt lại đây hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Cái gì vậy? Bấm hay là không bấm mà sao cà giật vậy? Rồi. Trời đó, một cái thôi, vô lại. Mời qua đây. Thế bây giờ để chứng minh cho mọi người thấy đây là cái nút bấm tình yêu chứ không phải nút bấm bạn bè, mời hai bạn nắm tay nhau. Linh cảm chị Tường hôm nay rất đẹp luôn ha. Bộ bà ba đi về miền Tây. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Hôn không xin phép luôn, người miền Tây thật thà dữ vậy. Thường thường người ta phải anh hôn em nha, tại gì đó. Xin phép lại đi trời. Yeah, em cho phép anh được hôn em một cái nha. Tóc không ạ? Sao cũng được. Rồi. Đầu này có gọi chưa? Có, thơm lắm. Thơm không? Thơm lắm ha. Từ nay nó sẽ là của em. Cố gắng gìn giữ chăm sóc y như là chăm sóc cái cây hồi nãy bạn gái tặng vậy đó. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Nha. À, dạ. Chị tên là Mai Trần Thục Trinh, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện nay là làm IT của ngân hàng. Dạ. Rồi. Chị, gia đình ở đây là chị đang sống cùng với ba mẹ luôn hay sao ạ? À, chị sống với mẹ với lại em gái. Dạ. Rồi, chị nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu rồi đường tình duyên của chị nha. À, điểm mạnh của chị thì vui vẻ, hòa đồng với lại hay cười. Điểm yếu của chị là hay quên. À, thường là quên điện thoại ở nhà. À, là thường xuyên luôn. Đi làm mà quên điện thoại ở nhà hả chị? Đúng rồi, đi làm mà quên điện thoại ở nhà. Nhưng mà sau này cũng cố gắng khắc phục rồi nhưng mà cũng còn hay quên. À, còn bị vậy là chị không có bị điện thoại làm cho bị ghiền? Không không không, chị không có nghiện điện thoại lắm. Rồi gì nó không xấu gì nữa không, khó tính đồ gì không chị? À, khó tính hả? Không, chị thấy thì chị cũng dễ tính lắm chứ không có khó tính gì đâu. Dạ. Còn về đường tình duyên á thì ra cũng hơi lận đận chút. Hồi mà đi học năm 18 tuổi cho đến năm 32 tuổi á, cũng có quen. Rồi từ 32 tuổi đến 38 tuổi thì cũng có quen. Nhưng mà hai anh đó cùng một cái điểm chung á, là thích sở thích chúng mình là thích nam. Giờ là cuối cùng là... Vậy là được hai mối tình. Tính ra cũng không có mối tình nào đâu. Hai bạn đó cũng
Đi ăn, đi chơi, rồi đi nói chuyện này nọ thôi, cũng chưa gọi là tình gì. Rồi mà sao chị biết cuối cùng là mấy anh đó là thích thích Nam? Thì cuối cùng chị có hỏi khi nào thì cưới. Thì sao? Thì thôi, nói, anh không thể nào anh cưới được, anh mất sự nghiệp gì này nọ tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng thì cũng nói thiệt. Vậy rồi vậy nếu vậy thì họ quen với chị làm gì? Nếu họ thích Nam thì họ quen với chị. Chị cũng không biết luôn á, đi quan tâm chăm sóc rồi nói chung là rất là gọi là tận tình á. Thì ai cũng tưởng người yêu chị không à, nhưng mà rốt cuộc là không phải. Vậy là có mấy người đó cũng muốn chọn chị làm chồng á, coi chừng chị có mạnh mẽ quá không? Không, chị sao mà mạnh mẽ được, không là mạnh mẽ được đâu, chị thích nam mà. Chị nữ nhưng mà làm có cá tính, cá tính thì có chứ không mạnh mẽ thì chắc không đâu. Cũng hay khóc lắm, mít ướt lắm. Ok chị, vậy là chưa kết hôn lần nào hả chị ha? Đúng rồi. Mình sinh năm bao nhiêu chị? 84. Rồi coi như là bây giờ gia đình có hối gì chưa? Trời, hối lắm. Nói mẹ cứ mẹ coi chương trình nè, coi thường tiên luôn á, nói đăng ký đi chứ ế quá. Nhưng mà mẹ chị về người thân không có lý do làm sao mà chị ế mà giống như chị mà có hai mối tình à, thì có ai làm mai đồ không? À thì không ai làm mai luôn á, thiệt luôn á, tại vì họ nghĩ là mình cũng có người yêu rồi hay là gì đó, tại thấy cũng vui vẻ gì đó, không có gì buồn phiền hết. Rồi ok, với lại mình cũng cũng bận việc á, cũng ít tiếp xúc với mọi người. Vậy bây giờ đi thì mình chia sẻ giùm em cái mẫu bạn trai chị thích như thế nào, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. À ngoại hình á, ngoại hình thì cao 1m7 là được rồi, cao trên 1m7, nghề nghiệp ổn định. Tuổi tác thì mình cũng không có quan nhỏ trọng hơn lắm, chị được không? Không quan trọng gì, nhỏ hơn chị được không? Chững chạc là được. Rồi nhỏ hơn chị bao nhiêu, tối đa nhiêu được được nè, miễn chững chạc được, nhỏ hơn 10 tuổi được không? 10 tuổi không biết có chững chạc không nữa. Thì gặp biết gì đâu. Thì gặp biết. Thôi nói chung là hỏi em hỏi thật đó, nhiều khi có những người gu của người ta nữa, cho nên chị đừng có nói người ta thì chị ok được hay không thôi. Chị thì thật ra là chị không có kén, nhưng mà chị chỉ sợ là bên người ta không có chấp nhận thôi. Mình cũng nhưng mà chị trời dễ vậy luôn mà không có ai hết trơn vậy. Trời ơi. Rồi có gì nữa không chị? Rồi cái anh đó về quê ở đâu nè, chị có không thích nghề gì không? Không, chị thì miễn là nghề nghiệp ổn định là được rồi, nghề gì cũng là nghề mà. Rồi đừng có lái xe thôi, không thích nghề lái xe. Rồi rồi làm dâu được không, chị theo chồng được không? Trời chị thích lắm á. Thích làm dâu hay là thích theo chồng? Thích làm dâu, nhưng mà nếu như mà bạn đó có điều kiện ở đây cũng được, bình thường không có gì. Chị dễ mà. Nhưng mà chị thích làm dâu. Về quê được không chị? Về quê thì chắc không, chị dân thành phố lớn lên nhỏ lớn mà. Rồi ok. Rồi chị có ca hát gì được không? Không, ca thì hồi đó có ca mà giờ thấy ca dở quá nó không ca nữa. Càng ngày sao càng thôi rồi ok chị. Nếu mà được chọn á, thì chương trình liên lạc lại rồi mình sẽ có người liên hệ với chị trao đổi thêm nha. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chương trình nhiều. Cảm ơn chương trình. Dạ chào cô nhé. Cô vâng, cô giới thiệu một số những cái thông tin về bản thân mình đi. Cô tên là gì, đang làm gì và sinh sống ở đâu ạ? Dạ, tên là Bùi Nguyễn Thúy Vân. Hiện tại giờ đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Dạ, cô sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ, 1957. 1957, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hiện tại cô đang làm công việc gì ạ? Dạ, ngày xưa thì làm bên cảng Sài Gòn, bên giao nhận kho hàng cảng Sài Gòn. Rồi sau này thì đã về hưu, đang ở với vợ chồng con gái. Là vâng. Còn bản thân cô tự nhận xét là mình có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Dạ, điểm mạnh là bất cứ cái chuyện gì mình cũng có thể bỏ qua được và chia sẻ. Mình luôn sống thoáng, vô tư. Còn cái khuyết điểm là nhiều khi những cái gì mà mình tức giận nhưng mình không giận được. Đôi khi đối diện thì cái khuyết điểm của mình là mình dễ tha thứ. Dạ, dạ. Rồi, mà cô đã từng trải qua cuộc hôn nhân như thế nào? Cô chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình đi. Dạ, có gia đình 1978. Và sau đó là được gần 6 năm thì ly hôn, chia tay ạ. Cái 6 năm chung sống là cô chia tay ạ? Dạ, tại vì hồi đó thì ông xã của tôi là cầu thủ đá banh đội cảng Sài Gòn á. Ông xã cầu thủ đá banh. Dạ. Dạ. Thế xong rồi lý do chia tay là vì làm sao cô? Tại vì khi mà hồi xưa con gái khi mà đã học hết tốt nghiệp cấp 3 rồi. Rồi cái gì, ba thì đi cải tạo, mẹ thì là cô giáo, nên giờ còn mấy đứa em nữa. Mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình có gia đình, có người người ta hỏi cưới thì thôi có gia đình để mà báo hiếu cho ba mẹ. Đó. Rồi mới là chấp nhận cái gia đình nè. Có nghĩa là ý của cô là cô chê yêu đúng không ạ cô? Dạ, cũng có tình cảm nên mới là đi đến hôn nhân á. Dạ vâng, nhưng mà tại sao mà mình lại chia tay nhau? Dạ, tại vì ông xã đó thì hồi đó đào hoa lắm, đi tới đâu là có bồ bịch tới đó. Mà cái suy nghĩ của mình đó thì nghĩ rằng có gia đình mà tự nhiên cái mình bị hụt hẳn cái tình cảm đó, mình suy nghĩ nó không có sâu, không phải mà mình chín chắn hơn. Mình tự nhiên mình nghĩ rằng cái suy nghĩ mình cũng hơi bất đồng là chắc không còn thương mình nữa, thôi mình đưa đơn đi xin ly dị. Là cô là người chủ động ly dị. Dạ. Rồi. Bây giờ thì cô đang sống với lại gia đình con gái. Dạ. À, là cô là có một con gái chứ ạ? Dạ thưa, còn một cháu trai nữa đang làm ở bên viện kiểm sát Hà Nội, ở Hà Nội có gia đình rồi luôn ạ. À. Bây giờ cô muốn chương trình tìm cho mình một người như thế nào vậy ạ? Dạ, một người. Thứ nhất, quan trọng nhất là chân thật. Thứ hai là biết chia sẻ, biết thông cảm những cái đó để mà mình những lúc vui buồn mình chia sẻ mình, nhưng quan trọng nhất là phải thật. Rồi. Về quê quán vùng miền. Dạ, quê thì ở tại ngay thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Cô đang ở Sài Gòn không? Ý là con hỏi là cô tìm cái người đó là cô muốn người đó quê quán vùng miền đâu? Dạ, nếu mà nói về cái tình cảm hay cái gì thì dù nơi đâu cũng vậy, mình nơi đâu mình cũng có thể ở được, mình cũng có thể đến được. Về học thức nghề nghiệp của người ta sao ạ? Thì bây giờ là trước mắt là thí dụ trường hợp nhưng mà mình thích hợp như mình một cái điều gì đó mình thấy là hợp để mà mình chia sẻ gì đó thì bước đầu là mình cứ tiếp cái bước đầu ạ. Cô không, ý là cô nghĩ cô thấy là cái nghề nghiệp nào, cái ngành nghề nào sẽ phù hợp để hẹn hò với cô? Dạ, nghề nào cũng trân trọng hết, miễn sao mà cái cuộc sống nó ổn định để mà nó vững vàng hơn.
Cô có yêu cầu cô có yêu cầu gì về bạn trai không ạ? Dạ, thì năm nay thì tại vì cũng lớn tuổi rồi thì có bạn trai cũng sắp xỉ thôi. Chứ nếu mà nhỏ quá thì mình thấy là nó cũng hơi ngại ngại. Sắp xỉ tuổi đúng không ạ? Dạ. Đấy, bây giờ cô có những cái yêu cầu gì về bạn trai, cô cứ chủ động cô chia sẻ. Dạ, thứ nhất là người bạn trai đó phải thật sự chân thật. Thứ hai là cái người đó luôn là biết chia sẻ, khoáng sống và con người nó cởi mở, dễ hòa đồng được với những cái tình cảm của xung quanh. Mấy cái phần tính cách thì cũng khó biết lắm cô ơi. Cô đưa ra những cái thông tin về ngoại hình nè, về cân nặng, chiều cao, là về tuổi tác thì cô cứ cụ thể ra. Ví dụ trong khoảng 55, 65 được hay không? Lớn tuổi tác xem với cô là bao nhiêu, nhỏ hơn được hay không? Cô cụ thể dùm từ con nhé. Theo cô thì dù như em nói vậy thì cô sẽ dễ trả lời. Thứ nhất là tình cảm, nếu mà thực sự mà có một cái tình cảm chân thật thì tuổi không phân biệt. Nhưng mà đừng nhỏ quá. Dạ rồi, cô nói tiếp đi cô. Em hỏi đi rồi cô nói, tại vì cô cũng mới lần đầu tiên thành ra cô cũng cái người đó là cái người mà cô định là tìm hiểu đó, thì họ có con cái hoặc là cái kinh tế của họ thì cô có quan trọng không? Thứ nhất là cái gì cũng vậy, có cái một tình cảm thì cái kinh tế là cô nghĩ rằng là phải là ổn định. Còn cái chuyện mà con cái, cái chuyện đó thì cô cũng có con, thì cái người đó có con là cái chuyện bình thường, cái đó nghĩa là mình không quan trọng em à. Rồi cô theo chồng được không cô? Ví dụ cái người đó họ ở đâu, ở ngoài Bắc đi thì sao ạ? Nếu mà theo chồng thì để coi cái thật sự là cái phải là một cái người thật tình với mình hay không, thì cái chuyện đó là các con cô luôn ủng hộ. Rồi là cô đồng ý đi được đúng không? Ví dụ như em nói giờ ở Hà Nội đi thì cô đi được không? Được. Ừ. Tại vì con trai cô cũng đang đi làm ở Hà Nội mà. À vậy hả cô? À vậy là dạ. Con trai cô đang làm ở viện kiểm sát tối cao ngoài Hà Nội đó. Sao ở trong này mà ra ngoài làm dữ vậy, rồi lấy tại vợ vì, ngoài sao con? Ở đó thì con cô là nó làm bên cả Sài Gòn, nó cẩu tàu á con. Rồi cái gì gặp vợ thì công tác ở Hà Nội, vợ thì người Bắc ở Hà Nội vào công tác thì hai đứa gặp nhau rồi cái bắt đầu cái thương nhau rồi cái bắt đầu tiến tới hôn nhân, và sau này thì công việc là đưa đẩy ra là con cua ra ngoài đó, chuyển công tác ra ngoài làm ngoài đó luôn. Ừ dạ rồi ok cô, vậy thì cũng được ha. Rồi nếu trường hợp nhỏ tuổi hơn cô thì cũng được đúng không, 5 tuổi được không? Thì cô đã nói với con rồi là tình cảm không phân biệt tuổi tác, nhưng mà nếu quá nhỏ thì mình nó thấy nó trội quá thì nó không ai chịu cái chuyện mà tình cảm, mà cái mình đừng quan trọng quá về tuổi, nhưng mà cũng đừng nhỏ quá. Dạ thì đó con nói luôn đó, nhỏ hơn 5 tuổi là được đúng không? Dạ, là không nhỏ quá rồi đúng không? Dạ, dạ đó con đưa ra sẵn cho cô luôn mà. Dạ. Ok cô có ca hát gì được không cô? Cô thì ở nhà thì các con cô thì nó lâu lâu cái trong gia đình họp lại cũng ca hát thì kia, thì cô cũng mình không phải ca sĩ nhưng mà mình hứng lên mình ca để cho gia đình được vui vẻ thoải mái thì cô vẫn thoải mái luôn. Rồi vậy cô ca đi cho tụi con thoải mái ngày làm việc nè cô. Ca tụi con bạn ca ha, để cô ca cho bạn gì đi trời ơi. Bây giờ nói cái tự nhiên cô run quá đi, cái cô quên hết trơn rồi. Bạn gì hỏi nhớ tên. Vô luôn cô ơi, vô luôn. Hỏi nhớ tên. Giờ nói giờ con biết nhiều quá rồi, không con ơi, bây giờ tôi giờ bỏ qua cái xí cái vụ trời đó đi, mấy câu thôi trời ơi cái gì đâu, nói gì đây trời ơi, giờ đúng mới thì cô tay cô bây giờ nói có chưa rồi nè. Trời ơi chưa gì cô rung rồi sao cô lên gặp chú được, tại vì cô nói cho nghe nè, thứ nhất đây là lần đầu tiên con gái cô nó báo cho cô cái trời ơi con ơi kỳ vậy, thôi mẹ lớn tuổi rồi nhưng mà nó mẹ lớn tuổi nhưng mà mẹ tụi con có gia đình hết rồi, mẹ phải sống cho mẹ phải có bạn để chia sẻ, để đi đây đi đó hoặc là để thế nào để cho mẹ được an ủi cái tuổi già mẹ, chứ mà bây giờ tụi con thì có cái vui của tụi con mà bây giờ mẹ cô đơn như vậy thì con không thích, con muốn cho mẹ được
được có một cái gì đó thoải mái, được cái gì đó cho vui, cho mẹ an ủi những cái cuộc đời nửa đời về sau của mẹ. Trời ơi, con biết không, giờ con nói con nghe, con đừng cười cười con nha. Dạ. Trời ơi, hôm qua cô đang nằm có cửa vô, mẹ ơi mẹ, ngày mai mẹ đi hẹn hò. Tới trời ơi, hẹn hò ai? Mẹ ơi, con cứ đăng ký mẹ hẹn hò nè. Tới thôi thôi con ơi mẹ già rồi. Thôi mà mẹ, con năn nỉ mẹ đó. Mẹ ráng như mẹ ôi đi mẹ cho mẹ, con thấy mẹ tối ngày đi chợ xong xuôi mẹ vô phòng mà mẹ. Tại vì con cô á, cô xin lỗi con là cho cô nói nó hơi hơi dài chút. Dạ. Thật sự từ khi mà cô thôi ông xã cô là nay là 40 năm rồi đó. Dạ. Con trai lớn cô nay là 44 tuổi. Ừ. 48, 40 56 gì đó. Dạ. Thì cô chỉ bươn chải. Dạ rồi. Làm khi mà cô ly dị xong, cô không lấy tài sản gì hết. Cô chỉ ôm hai đứa con cô về quê sống tá túc với mẹ cô ở Mỹ Tho. Rồi. Buôn bán này kia phụ với bà mẹ cô này kia nọ để lo các con ăn học trưởng thành, rồi lo cưới vợ gả chồng. Dạ rồi. Bây giờ mình bữa nay cô đã 64-65 tuổi rồi thì mình có nghĩ rằng cuộc đời của mình chỉ có các con là ăn ủi. Mẹ cô mới mất nay được 6 tháng à. Dạ rồi, nói chung là tụi con hiểu được cái hoàn cảnh của cô và rất là quý là các con nó cũng thương cô cho nên là mới đăng ký cho cô tham gia chương trình đó. Ha. Trời ơi, rồi. Con gái rồi cô nói con nghe rồi thằng rể nó cười quá trời nó mẹ. Mẹ ơi, mẹ lên ha, mẹ nói chuyện cứ bình thường như mọi thường nói. Mẹ đúng thì sao đó không? Mẹ đúng luôn, mẹ đúng cái mẹ nghĩ rằng không sao hết á. Thoải mái, thằng đúng rể rồi. Nói chung là cô vậy nè, hôm nay chỉ là cái buổi làm quen đầu tiên thôi. Nếu mà có một cái người phù hợp á, thì sẽ có biên tập trao đổi thêm về nội dung với cô, hướng dẫn cho cô này kia các thứ thêm nữa ha. Rồi nếu mà lúc đó là cô nhớ bài hát nào là nói một cái là cô hát liền giùm con để đỡ mất thời gian ha. Rồi hát thì phụ thôi, tùy cô muốn hát hát không thôi, không có ép. Rồi với rồi, cô nói con nghe nè, tại biết sao hôm qua còn hiện tại bây giờ con nói thật sự, thằng con trai giận đứa con gái cô ha. Dạ rồi. Mà nó không có thông cảm dễ hiểu bằng con dâu và con rể. Trời ơi, tụi nó thoải mái lắm con ơi. Cái dạ rồi. Chú nói con nghe hồi sáng á, con cô gái cô nè, trưởng kia trước khi đi làm. Mẹ ơi, mẹ nhớ nghe mẹ. Mẹ tự nhiên nghe mẹ kể đi mẹ ơi. Mẹ bây giờ mẹ phải có bạn chứ. Tụi con thì có vợ có chồng hết rồi. Mà mẹ không có bạn, tụi con chịu không có nổi đâu. Đi rồi, đâu rồi, ok. Em đi nói. Con biết không, con cô nói con gì nè. Thôi nha, đi đâu không có chở mẹ nữa đâu nha. Rồi. Cô ơi, thì nói chung là tụi con rất là cảm ơn cô hôm nay đã tham gia với tụi con cái buổi đầu tiên phỏng vấn này ha. Sau đó thì bên chương trình có người phù hợp là sẽ báo cho cô liền để mà sắp xếp tham gia chương trình ha. Tại vì hôm nay cũng rất là nhiều người họ đợi. Cho nên là cái phần cách của mình xong rồi đó cô. Cái gì cô đợi thông tin của chương trình nha. Con ơi con, cái phần nhiều kia hồi nãy cái gì ba hội nhóm á, khi kêu cô tham gia cái cô nói trời nếu cô tham gia vô cô bấm vô thì lỡ con bên đây mình bên hệ hẹn hò con hẹn cô á mà con gọi rồi làm sao, thành ra cô không biết trời ơi, không biết cô đạt được hay không nữa. Tự nhiên cô đừng có tham gia hội nhóm gì hết trơn á, cô phải tham gia chương trình thì nó mới gọi là đảm bảo cái sự nghiêm túc của mình này kia các thứ, còn hội nhóm nhiều khi vào nó lung tung lắm. Thì đó, cho nên là cô cứ sao? Phải đợi thông tin của chương trình tụi con thôi. Đừng có tham gia bất kỳ cái hội nhóm hẹn hò gì trên mạng hết nha. Thì đúng rồi. Còn bởi cô mới nói con á, con hẹn cô làm chút xíu rồi con gọi cho cô đúng không? Đúng rồi đó. Thì đó. Cô, nha. Thì thành ra cô mới nói ok con. Rồi tự nhiên cứ có ở đâu biết nữa. Hẹn hò tham gia nhóm cô nói ủa thật gì vậy mới ý là mấy bạn gọi nhóm đó cô ơi, tại vì hôm nay rất là đông người luôn, nói chung là cái phong cách của mình xong rồi ha cô ha, con cảm ơn cô rất nhiều nha. Con nè con bên bển con thấy cô không, con thấy cô nãy giờ rất là xinh đẹp luôn, rất là tươi, rất là xinh luôn đó ha. Rồi con cảm ơn cô nhiều.